loài thủy quái nước ngọt sở hữu kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các loài thủy quái sống dưới đại dương, nhưng mức độ đáng sợ của chúng thì không hề thua kém chút nào. Những loài cá nước ngọt này vẫn luôn rình rập và đe dọa tính mạng con người ở những nơi gần cửa sông. Với những con thủy quái khổng lồ và những truyền thuyết xung quanh chúng, sự nguy hiểm và những gì chúng đã làm với con người. Sau đây là top 10 loài quái vật nước ngọt nguy hiểm nhất trên thế giới. 10. Goliath, cá hổ Congo. Loài cá này là một huyền thoại của các con sông ở Congo, một con quái vật khủng khiếp mà khiến cho những con piranha được xếp bên cạnh cũng chỉ như những con cá bảy màu. Với chiều dài lớn nhất gần 2 mét, cân nặng khoảng 30 kg, con thủy quái này có thể dễ dàng xé nát một con mồi lớn chỉ trong vài giây. Miệng của con quái vật này được trang bị hàm răng sắc nhọn, như những lưỡi dao dài tới 5 cm. Trước đây đã có rất nhiều vụ mất tích ở sông Congo, và người ta đồn đại rằng có những sức mạnh bóng tối bao trùm những con sông này. Cho đến mãi sau này người ta mới biết được thủ phạm chính là con thủy quái dài 2 mét sống dưới lòng sông. 9. Piraba, cá da trơn Nam Mỹ. Một huyền thoại của Amazon, cá Piraba được mệnh danh là loài cá da trơn lớn nhất Nam Mỹ, với chiều dài tối đa lên đến 3 mét và cân nặng có thể lên đến hơn 200 kg. Miệng của con thủy quái này rộng đến hơn 40 cm và có thể dễ dàng nuốt trọn một con mồi lớn. Loài cá da trơn này sử dụng màu sắc trên cơ thể để ngụy trang trong việc đi săn, với màu xanh xám ở lưng và màu trắng dưới vùng bụng. Chúng ăn mọi loại con mồi từ cá lớn đến các loài thú và có cả con người. May mắn là con người không phải thức ăn ưa thích của chúng. Số vụ người chết và mất tích liên quan đến cá da trơn Nam Mỹ được thống kê là khá thấp. Tuy nhiên chúng vẫn là một trong những loài thủy quái nước ngọt đáng sợ nhất. 8. Gonch, cá da trơn Ấn Độ. Hoạt động chủ yếu trên sông Kali, loài cá da trơn này có chiều dài gần 2 mét và cân nặng khoảng 70 kg. Nhiều người cho rằng, loài cá này có thể phát triển kích thước lớn như vậy là do dòng sông Kali bị ô nhiễm bởi các nhà máy công nghiệp, cùng với việc xử lý xác chết trong các nghi thức của tang lễ Hindu, đã khiến loài cá này bị đột biến. Loài thủy quái này cũng có một cái miệng khổng lồ, cùng hàm răng tuy nhỏ nhưng sắc như dao cạo. Hiện tại, đã có báo cáo về một vụ bị tấn công bởi loài cá con ở Ấn Độ, và một cậu bé 18 tuổi đã thiệt mạng. Người ta không bao giờ tìm được xác của cậu bé đó nữa. 7. Barracuda, cá nhổng châu Âu. Có thân hình thon dài gần 2 mét, những con Barracuda giống như những quả ngư lôi sống, với bộ hàm dài tới gần 10 cm và hàm răng sắc nhọn. Những quả ngư lôi này thường sống đơn độc cho đến kỳ sinh sản. Chúng săn mồi bằng cách ngụy trang thông qua việc thay đổi màu sắc cơ thể để hòa vào môi trường xung quanh. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cá nhỏ. Tuy nhiên vào mùa sinh sản, khi hàng trăm con Barracuda tập trung trong một khu vực, lượng thức ăn khan hiếm và chúng có thể ăn thịt cả đồng loại. Do bản tính hiếu chiến của mình, vào những lúc này con người hoặc những loài cá lớn cũng có thể trở thành mồi ngon cho một bầy Barracuda. 6. Delph, cá trê khổng lồ. Các vùng biển của châu Âu có thể khá yên bình, nhưng nếu bạn đi du lịch đến gần khu vực các cửa sông, có thể bạn sẽ bắt gặp một trong những con thủy quái nước ngọt, dài tới 4 mét và nặng gần 200 kg. Đó chính là loài cá trê khổng lồ, thuộc bộ cá da trơn, thường sống ở khu vực cửa sông của Tây Ban Nha, hoặc sông Volga của Nga. Con thủy quái này có một bộ hàm khổng lồ, với những chiếc răng nhỏ sắc như dao cạo, khiến cho không một con mồi nào có thể thoát khỏi. Gần đây đã có xác nhận một vụ tấn công của loài cá này vào một vận động viên bơi lội người Đức. Tại Nga, người ta đã bắt được một con cá trê khổng lồ và phát hiện toàn bộ cơ thể một người bên trong dạ dày của nó. 5. Chimray, cá đuối nước ngọt. Cá đuối nước ngọt hay còn gọi là cá đuối gai độc, thường sống ở các con sông thuộc khu vực Đông Nam Á. Có một thân hình dẹt như chiếc đĩa khổng lồ, loài cá này nổi tiếng không phải vì sự hung dữ hay những vụ tấn công con người, mà vì chất kịch độc nằm trong cái đuôi dài tới 0,2 mét. Chúng thường ẩn nấp dưới lớp bùn ở đáy sông và tấn công con mồi bằng chất độc ở đuôi tương tự như một con bọ cạp. Âm thầm và lặng lẽ kết thúc con mồi như một sát thủ thực sự, với chiều dài có thể lên đến 4 mét và trọng lượng khoảng 100 kg. 4. Muscellul, cá chó.
Đây là loài cá có cùng họ hàng với cá Barracuda. Cá chó cũng có một thân hình thon dài và bộ hàm lớn với những chiếc răng nanh lớn, cùng hàng trăm răng nhỏ sắc như dao cạo. Chiều dài của chúng có thể lên đến 2 mét, cân nặng chỉ khoảng 50 kg. Tuy nhiên với bộ hàm đầy răng nhọn, chúng có thể gây ra những vết thương cực kỳ nghiêm trọng cho con mồi. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cá và động vật có vú nhỏ. Cũng đã có những ghi nhận về các vụ tấn công con người, tuy nhiên may mắn là chưa có ai thiệt mạng. Lươn điện thuộc bộ cá da trơn, thường sống ở các con sông Amazon, với kích thước lớn nhất ghi nhận được là 2,5 mét và nặng 25 kg. Lươn điện không có bộ hàm to khỏe hay những chiếc răng sắc nhọn, chúng cũng không có độc mà sử dụng một cách vô cùng đặc biệt, để săn mồi cũng như tự vệ, đó là khả năng phóng ra dòng điện tới 600 V. Dòng điện này đủ khả năng để giết một người trưởng thành. Trong nhiều trường hợp khác, những cú sốc điện nhẹ hơn cũng đủ làm nạn nhân bất tỉnh và có thể dẫn đến chết đuối. Tuy nhiên lươn điện vẫn có thể bị xử đẹp một cách an toàn chỉ với một đôi găng tay cao su. Cá sấu móng dài. Loài cá sấu móng dài này dễ làm nhiều người liên tưởng đến một con quái vật từ thời tiền sử với một thân hình dài, lớn và bộ hàm khá đặc biệt. Cùng với nhiều tầng răng nhỏ liên tiếp nhau, là nỗi ác mộng của bất kỳ loại vật nào không may mắn đối đầu với chúng. Loài cá này thường sống ở sông Hồ thuộc châu Mỹ, tuy nhiên những con lớn nhất thường sống ở khu vực Bắc Mỹ, với cân nặng lớn nhất có thể lên đến gần 200 kg và chiều dài lên đến 3 mét. Mặc dù có thân hình khổng lồ, nhưng thức ăn ưa thích của chúng lại là các loài tôm cá nhỏ, tuy nhiên cũng có khá nhiều vụ bị cá sấu móng dài tấn công tại Mỹ. Và cũng không ít vụ mất tích mà người ta cho rằng có liên quan đến loài thủy quái này. Đứng đầu danh sách các loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất lại là một loài được xem là sát thủ đại dương, cá mập. Tuy nhiên cá mập bò lại là loài cá mập duy nhất có thể sống trong vùng nước lợ ở khu vực các cửa sông. Thậm chí đôi khi chúng còn có thể đi sâu vào các vùng nội địa để kiếm thức ăn. Chúng sở hữu những kỹ năng săn mồi sát thủ của loài cá mập, cộng thêm bản tính rất hung dữ, cá mập bò đã gây ra không ít những vụ tấn công và gây thiệt mạng tại các con sông ở nước Mỹ. Với cân nặng có thể lên đến 300 kg và chiều dài vào khoảng 4 mét, cá mập bò hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu trong những loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay.